Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Các bác nhìn thấy là khi dòng Maxin Tốt bật đèn lên là nó có đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp và nó nhìn rất là sang trọng và rất là mạnh mẽ, huyền bí. Và hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mấy mẫu âm ly Maxin Tốt đang có tại Nhân Long Audio. Bên tay trái em đây đó là chiếc PAO khủng nhất của hãng. Là chiếc PAO có model là 462. Đây là chiếc PAO cao cấp nhất tính tới thời điểm hiện tại. Chiếc PAO này sở hữu cái công suất cực khủng luôn, lên đến 450W trên một kênh. Đó, từ 2 ohm đến 8 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Rất là mạnh mẽ, và chiếc PAO này thì nó gần như là sẽ không có thể có từ kén bất kỳ một cái loa nào. Đó, đây, và một lát nữa em sẽ quay chi tiết cho các bác. Và bên tay trái em kia đó là một chiếc âm ly đèn đến từ thương hiệu Maxin Tốt, có model là 2275. Chiếc âm ly Maxin Tốt 2275 thì là sở hữu 4 quả bóng KT88 của hãng Maxin Tốt luôn. Và bên dưới em là chiếc âm ly 6009, và chiếc âm ly 6009 này vẫn là thuộc những cái top chiếc âm ly quốc dân, được rất nhiều các bác ưa chuộng và được ghép được rất tốt những nhiều dòng loa. Và tiếp theo đó là chiếc âm ly 6500 và chiếc đầu chiếc dề. Và thôi, bây giờ xin phép được quay máy gần lại và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái độ khủng của những chiếc âm ly đang có mặt tại đây. Em sẽ kèm máy ra. Vâng, và các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn, rất là đẹp mắt. Cái này khi bật đèn lên thì rất là sướng luôn. Và đầu tiên em xin giới thiệu chi tiết để quý vị, và em mở tí nhạc để cho anh em vừa nói vừa nghe cho nó. Đó, em đang test chiếc âm ly Maxin Tốt 2275 với đôi L300 Summit, và em sử dụng chiếc đầu phát Maxin Tốt 301. Vâng, và bây giờ em xin phép và được giới thiệu chi tiết để quý vị và các bạn cùng cảm nhận được chiếc âm ly Maxin Tốt MC462. Đây là chiếc PAO khủng nhất của hãng. Chiếc PAO Maxin Tốt 462 này với cái thiết kế hai tay sách này rất là mạnh mẽ này, rất là cứng cáp mạnh mẽ. Và chính giữa là sử dụng chiếc mặt kính này, thì đây nó là cái bản sắc riêng của chiếc dòng Maxin Tốt rồi, MC462. Và sử dụng hai chiếc đồng hồ VU rất là to, vậy theo cái tín hiệu nhạc. Đó, và bên em đây đó là cái phần master. Đó, cái này là cho chế độ nghỉ đèn này. Đó, nhìn rất là đẹp. Và bên đây nó là cái nút power thôi. Và cái quan trọng nhất bây giờ em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là cái độ khủng của chiếc PAO này. Đấy, các bác nhìn được. Đây là cái phần nguồn nhá. Cái phần nguồn chính giữa đây là phần nguồn cấp của máy, và hai bên nó là nguồn xuất âm. Cái dòng Maxin Tốt này thì luôn luôn là cái bản sắc riêng rồi. Cái là độc quyền của hãng, là luôn luôn làm cái biến thế nguồn xuất âm, luôn luôn cho ra cái chất cái công suất đạt hiệu quả tối đa lên đến 450W trên một kênh. Đó. 450W trên kênh từ 2 ohm đến 8 ohm. Đó. Rất là kinh khủng luôn. Gần như là không ngán bất kỳ một cái loa ở đây. Và hệ thống tản nhiệt của chiếc PAO này, con PAO này là hàng lướt và cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Và cái giá mới của này là hãng đang bán là 334 triệu, và bên em thì giá nó chỉ có khoảng một nửa thôi. Đấy, các bác quan tâm thì các bác vui lòng liên hệ với em. Và đây phía sau, dòng này sử dụng những dòng Maxin Tốt khác thì nó sử dụng chung một cầu âm, con này thì là sử dụng là mỗi một cầu 2 ohm thì một cọc âm, 4 ohm một cọc âm và 8 ohm một cọc âm nhé. Đó, nên là nó lại có cái sự thay đổi. Và quan trọng nhất là cái thay thế với cái đời đàn em đó là 452, là về những phần linh kiện cao cấp nhất, và cũng như thay đổi những phần rất là quan trọng về cái máy. Đó. Và cái giá như em đã nói rồi, giá hãng đang là 334 triệu. Và các bác quan tâm xin mời các bác gọi điện cho em để có được cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, giá chỉ khoảng một nửa thôi, vào rất là khủng. Và bên tay phải em đây đó là chiếc âm ly đèn đầu tiên của hãng Maxin Tốt, đó là chiếc âm ly đèn MA2275. Đó, con này thì
đây nó phần nguồn xuất âm, bên này nó cũng là đây nguồn chính giữa và hai bên là hai nguồn xuất âm. Con này cũng cho là công suất rất là khủng luôn, công suất đến tới 75 watt trên một kênh. Và dòng âm ly đèn này sử dụng 4 quả bóng KT88. Tất cả bóng này đều full maxing tốt hết các bác nhé. Và cái giá đang giao lưu với các bác là giá là đi 125 triệu. Đây, về cái phần mặt của dòng này thì nó sẽ mềm mại hơn những dòng tai sách này, thì nó sẽ không làm tai sách và chính giữa là luôn luôn sử dụng mặt kính rồi. Và đây là cái đường input sinister, bass chép, master là đồng hồ rồi. Đó. Tất cả là con nào cũng sẽ có cái đường này. Và đây là ba lăng, volume thì các bác đã biết rồi. Và bên dưới là có đường tone spy, b bass, có thể là cắt cái phần bass tép này. Và đây nút power rất là đẹp luôn. Và bên dưới đó là chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Maxintosh, có model là MCD301, giá đang giao lưu với các bác là 72 triệu. Và bên dưới đó là chiếc âm ly Maxintosh MA 6900, con này cũng đang giao lưu với các bác là giá 98 triệu, giá rất là hữu nghị luôn. Dòng Maxintosh thì là luôn luôn sử dụng những cái giải chỉnh equalizer đằng trước mặt đây, nên các bác như bass trung tép thì các bác thích cái giải nào tăng giảm thì tùy chỉnh theo ý của mình. Và bên đây đó là chiếc âm ly Maxintosh MA 6500, giá đang giao lưu với các bác là giá 60 triệu. Và bên trên đó là chiếc pre của hãng Maxintosh có model là C48, giá giao lưu với các bác là giá 70 triệu. Và bây giờ em sẽ test một bài nhạc, xin mời các bác cùng trải nghiệm theo cái chất âm của chiếc âm ly Maxintosh MA2275 này, xem là nó có gì khác biệt không. Ở đây nhà em thì nó hơi ồn tí, thì có gì các bác thông cảm. Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi.
con đường dẫn vào sân nghe tấm chân mái trường khi ấu thơ và ngày căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm hai đứa vui chưa với tâm sự tiếng còi đêm lướt mau đón tàu.